Xin chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn. Chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Thửa đất ngày hôm nay mình giới thiệu tới mọi người nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên mảnh vườn thì đã có sẵn nhà ở với đầy đủ điện nước. Chúng ta dùng điện ma pha, có giếng khoan và chúng ta có hồ nha mọi người. Tuy nhiên thì bác chủ nhà hay sử dụng giếng khoan để chúng ta phục vụ sinh hoạt và phục vụ tưới nha mọi người. Còn hồ của chúng ta ở phía dưới, hồ này thì bao la nước. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà cũng đang sinh hoạt và ở tại chỗ nha mọi người. Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn, chúng ta mua về, chúng ta dọn dẹp, chúng ta sửa sang lại tí rồi chúng ta vào chúng ta ở. Rồi chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch hồ tiêu và cà phê nha mọi người. Do là bác chủ nhà đang đi phát cỏ ở vườn khác, thế nên mình không vào bên trong, mình quay chi tiết về ngôi nhà được, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng thông cảm. Tuy nhiên thì theo thông tin mà bác chủ nhà có nói với mình qua điện thoại thì nhà của chúng ta gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, khu vực bếp và khu vực nhà vệ sinh cũng như là nhà kho ở phía sau nha mọi người. Nhà thì có điện ba pha, có giếng khoan. Hiện trạng thì bác chủ nhà đang sử dụng giếng khoan để phục vụ tưới và phục vụ sinh hoạt. Còn nếu như cô chú, anh chị và các bạn chúng ta muốn tưới bằng hồ ở phía dưới thì vẫn được nha mọi người. Về cây trồng trên mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã phủ kín hết rồi nha mọi người. Tổng của chúng ta là 1 hecta 7, sổ sách pháp lý đầy đủ, tức là 17.000 m² đấy. Bác chủ nhà đã phủ kín cây trồng bao gồm hai loại cây chính, đó là hồ tiêu và cà phê. Và hai loại cây trồng này thì như cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan sát thấy rồi, rất là đẹp. Tổng hồ tiêu của chúng ta thì rơi vào khoảng là 1.400 cây nha mọi người. Trong đó thì chúng ta có khoảng là 1.001 cây đang cho thu chính và đẹp như thế này. Số còn lại, phần ở giáp nhà thì bác chủ nhà mới cắt nha mọi người. Hồ tiêu của bác chủ nhà thì bao đẹp. Năm nay vào cô chú, chị và các bạn chúng ta chỉ việc thu hoạch nữa thôi. Và cà phê cũng thế nha mọi người. Cà phê của chúng ta là gần 1.000 cây. Hoàn toàn là cà phê mới hết. Cà phê bắt đầu cho thu hoạch chính. Với mảnh vườn này bây giờ cô chú, anh chị và các bạn nếu như chúng ta mua, chúng ta sẽ được thu hoạch hồ tiêu và cà phê luôn. Nhà cửa điện nước đầy đủ, máy móc đầy đủ, giếng khoan có điện ba pha, có nhà xây, nằm trong khu dân cư. Mảnh vườn của chúng ta tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A thì chúng ta mất khoảng 5 cây số. Và đây cũng chính là khoảng cách mà cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi tới trung tâm trường chợ nha mọi người. Với mảnh vườn này thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta bây giờ về, chúng ta chỉ việc dọn đồ vào rồi chúng ta thu hoạch cây trồng nữa thôi. Và với nguồn thu từ 2 cây trồng chính, hồ tiêu, cà phê, thì năm nay chắc chắn cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ thu hồi được một số vốn cực kỳ cao. Bởi vì hồ tiêu và cà phê của mảnh vườn này rất là đẹp. Mảnh vườn này bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1.500.000.000. Mức giá này thì có bớt lọc lá nha mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều. Quay trở lại với mảnh vườn này thì phần đất ở phía dưới bác chủ nhà trồng phun tiêu nha mọi người. Và tiêu của bác chủ nhà trồng hoàn toàn trên trụ sống, tiêu rất là đẹp. Phần đất ở phía dưới mất khoảng là 3 sào đất, chúng ta hơi dốc nha mọi người, dốc xuống hồ. Chúng ta có hồ tưới riêng và hồ tưới chung, có điện nước, tức là có giếng khoan, có điện ba pha, một mảnh vườn rất là tiện về nước tưới. Còn cây trồng thì bác chủ nhà đã phủ kín hết cho mình rồi. Tức là bác chủ nhà đã làm hết những phần việc khó khăn rồi. Bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta vào đây, chúng ta chỉ việc hái quả ngọt nữa thôi. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta phải đầu tư. Bởi vì theo giá thị trường hiện tại bây giờ cứ 100 triệu một sào. Tuy nhiên mảnh vườn này bác chủ nhà đây đang kẹt tiền và thiện chí bán. Bởi vậy bác mới đưa ra cái mức giá bán là 1.500.000.000 trên tổng diện tích đất đang sử dụng và diện tích đất đang thể trong sổ là 1 hecta 7 nha mọi người. Quan trọng nhất đó là về cơ bản mảnh vườn này đã thành hình rồi. Tức là cây trồng đẹp rồi, nhà cửa ngăn nắp. Bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta về đây, chúng ta không cần phải đầu tư thêm gì nữa, mà chúng ta cứ vậy chăm sóc cây trồng và thu hoạch nữa thôi. Một mảnh vườn nằm trong khu dân cư với hàng xóm láng giềng ở kế bên. Một mảnh vườn rất là gần với đường quốc lộ 11A và gần với lại trung tâm trường chợ. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta phải quan tâm đầu tư. Hồ tiêu và cà phê của mảnh vườn này thì bao đẹp nha mọi người. Chúng ta chỉ mất khoảng 3 sào đất ở phía giáp hồ là dốc. Số còn lại thì đất của chúng ta thoải đều từ trên xuống nha mọi người. Chúng ta có hồ tưới riêng ở phía dưới và có cả một cái hồ tưới chung to đùng. Tuy nhiên thì bác chủ nhà đây đang chủ yếu sử dụng giếng khoan để tưới tiêu và phục vụ sinh hoạt. Đây là phần tiêu bác chủ nhà mới cắt nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta có tổng cộng khoảng 400 trụ hồ tiêu. Tổng cộng của chúng ta là 1.400 trụ nha mọi người. Trong đó thì có 1.000 trụ đang cho thu chính. Số còn lại là 400 trụ là mới trồng, mới cắt. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1.500.000.000 nha mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cứ vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đã để ở giữa màn hình. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tham khảo ở trong video này. Xem xong video, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cần thêm thông tin gì thì cô chú, anh chị và các bạn hãy liên hệ với mình.
Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn, chúng ta đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo.